Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạp chí Kinh tế Indonesia Ekonomi Republika có ID có bài viết Việt Nam kỷ lục tăng trưởng kinh tế mạnh nhất trong 2 năm, thành tích này vượt quá mức tăng trưởng quý 2 được điều chỉnh thành 7,09%. GEPUBLIKA CO ID Hà Nội. Việt Nam báo cáo mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong quý 3 năm nay, với mức tăng trưởng hàng năm đạt 7,4%. Thành tích này vượt quá mức tăng trưởng quý 2 đã được điều chỉnh thành 7,09%. Sự tăng trưởng vững chắc này được thúc đẩy bởi xuất khẩu mạnh mẽ, sản xuất công nghiệp tăng và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, bất chấp ảnh hưởng của cơn bão Yagi, cơn bão mạnh nhất châu Á đổ bộ vào tháng trước. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Việt Nam vẫn là trung tâm sản xuất hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia, bao gồm cả các nhà cung cấp của Samsung Electronics và Apple như Foxconn và Luxe. Nước này cũng đã thành công trong việc thu hút đầu tư nước ngoài ổn định, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư và triển vọng kinh tế của Việt Nam. Cơ quan thống kê được Reuters trích dẫn hôm Chủ nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2024 cho biết, nền kinh tế toàn cầu đang bắt đầu ổn định, cùng với những cải thiện trong thương mại hàng hóa, giảm bớt áp lực lạm phát, nới lỏng các điều kiện tài chính và tăng nguồn cung lao động. Số liệu từ tháng 9 cho thấy xuất khẩu của Việt Nam tăng 10,7% so với năm ngoái, IOI, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 10,8%. Dòng vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm nay cũng tăng 8,9% so với năm trước, đạt 17,3 tỷ đô la hay khoảng 264,7 nghìn tỷ GP. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc nước này cách đây một tháng. Cơn bão này đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, nguồn điện bị cắt và ngừng sản xuất ở nhiều lĩnh vực công nghiệp. Chính quyền địa phương ước tính thiệt hại vật chất do thảm họa này lên tới 3,3 tỷ đô la Mỹ hoặc khoảng 49,9 nghìn tỷ GP. Chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI ngành sản xuất của Việt Nam, theo báo cáo của S&P Global, đã giảm xuống 47,3 trong tháng 9, từ mức 52,4 trong tháng 8. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Cơn bão này đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Andrew Hacker, giám đốc S&P Global Market Intelligence Andrew Hacker cho biết, mưa lớn và lũ lụt đã khiến các hoạt động kinh doanh phải đóng cửa tạm thời cũng như sự chậm trễ đối với chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất. Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức từ 6,0% đến 6,5% và đang cố gắng giữ lạm phát ở mức dưới 4,5%. Theo báo cáo của cơ quan thống kê công bố hôm Chủ nhật, giá tiêu dùng trong tháng 9 tăng 2,63% so với năm ngoái, trong khi doanh số bán lẻ tăng 7,6%. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam tăng 15,4% lên 299,63 tỷ đô la hay khoảng 4.520 nghìn tỷ GP, trong khi nhập khẩu tăng 17,3% lên 278,84 tỷ đô la hay khoảng 4.273 tỷ GP đô la Mỹ hoặc khoảng 316 nghìn tỷ GP. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cuối tháng trước ước tính tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,1% trong năm nay, trong khi Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ước tính tăng trưởng là 6,0%. Trong báo cáo của mình, IMF viết rằng mức tăng trưởng này được hỗ trợ bởi nhu cầu bên ngoài tiếp tục mạnh mẽ, đầu tư trực tiếp nước ngoài linh hoạt và các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, cả IMF và ADB đều cảnh báo căng thẳng địa chính trị và những bất ổn hiện tại có thể tác động đến nhu cầu bên ngoài, vốn là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Quan điểm của Ahmad Nehiza, vì sao kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt trội so với Indonesia? Một trong số đó là do lương thấp. Cách đây một thời gian, BPS đã công bố một báo cáo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indonesia với mức tăng trưởng 5,72% vượt qua Trung Quốc và Mỹ, khiến Sri Mulyani cảnh sát tự hào. Nhưng có một quốc gia ASEAN đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt xa Indonesia, cao hơn gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indonesia, đó là Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế là 13,7%. Điều này thật tuyệt vời. Thật thú vị khi khám phá xem điều gì đã khiến Việt Nam có được bước tiến đáng kể như vậy. Mặc dù ở Việt Nam không có quỹ PEN do Covid, không có dự án IKN và đường sắt cao tốc lớn, không có chia sẻ gánh nặng của Ngân hàng Trung ương và không có trợ cấp cho thâm hụt chi tiêu của chính phủ trên 3%, nhưng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam rất ấn tượng. Có một điều thú vị mà tất cả chúng ta cần biết về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là trong 5 năm qua. Đây là phân tích bước ngoặt cho sự hồi sinh kinh tế Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một loạt cải cách kinh tế vào năm 1986, được gọi là đổi mới. Những cải cách này khuyến khích công nghiệp tư nhân, công nhận quyền đất đai tư nhân và bãi bỏ hoạt động canh tác tập thể. Chính sách này đi kèm với việc rút quân đội Việt Nam khỏi Campuchia. Điều này đưa Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển kinh tế nhanh và ấn tượng nhất trong lịch sử thế giới. Sự chuyển đổi này đã giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 6,4% kể từ những năm 2000. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người theo sức mua tương đương PPP tăng từ 970 đô la năm 1990 lên 6.023 đô la năm 2015.
tỷ lệ dân số sống với thu nhập dưới 3,1 đô la ngày, theo PPP năm 2011 giảm từ 34,7% xuống 3,5%. Với những cải cách này, Việt Nam, trước đây là một trong những quốc gia nghèo nhất với tỷ lệ nghèo là 70%, đã giảm 5% vào năm 2020. Hơn 10 triệu người đã thoát nghèo chỉ trong những năm 2010. GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gần gấp 10 lần từ dưới 300 đô la vào những năm 1980 lên 2.800 đô la vào năm 2020. Lương lao động thấp khi nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng và tiêu chuẩn lương lao động vẫn ở mức thấp, Việt Nam đã trở thành một địa điểm đầu tư hấp dẫn hơn. Việt Nam cũng đã trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về sản xuất dệt may, giày dép và điện tử. Dệt may và giày dép chiếm 18% kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2018, trong khi thiết bị điện tử và điện tử chiếm 40%. Các công ty lớn như Adidas, Nike và Samsung cùng nhiều công ty khác hiện đã có mặt sản xuất ở đó. Không có gì ngạc nhiên khi đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI của Việt Nam đã tăng hơn 200 lần kể từ năm 1986, từ 40.000 đô la năm 1986 lên khoảng 15,8 tỷ đô la vào năm 2018. Trong khi đó, xuất khẩu của nước này tăng 19% từ năm 2020 đến năm 2021. Việt Nam giỏi khai thác đà chiến tranh thương mại Mỹ. Trung Việt Nam là nước được hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh nước lớn giữa Mỹ và Trung Quốc về FDI. Khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có lập trường kém thân thiện với doanh nghiệp hơn và các chính sách liên quan đến COVID-19 của Trung Quốc không thuận lợi cho các nhà đầu tư, khiến các doanh nghiệp phải tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình trong nỗ lực giảm thiểu sự gián đoạn. Chỉ riêng năm 2021, khoảng 11.000 công ty nước ngoài đã hủy đăng ký công ty tại Trung Quốc, trái ngược hoàn toàn với mức tăng dòng của 8.000 công ty nước ngoài đăng ký vào năm 2020. Những công ty này bao gồm các công ty như Apple, Samsung và Harrow, vốn đã có sự hiện diện sản xuất đáng kể và có kéo dài rất lâu hoạt động tại Trung Quốc, đã quyết định giảm hoạt động tại nước này. Điều kiện này có nghĩa là Việt Nam được hưởng lợi khi các công ty lớn chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam để tận dụng chi phí thấp, cơ sở hạ tầng đang trong quá trình phát triển, môi trường kinh doanh hỗ trợ và thành công trong việc giảm thiểu tác động kinh tế của COVID-19. Một số công ty lớn như Foxconn, nhà sản xuất điện tử hàng đầu có hợp đồng với tất cả các công ty công nghệ lớn, trong đó có gã khổng lồ Apple, tuyên bố sẽ đầu tư 300 triệu đô la vào một nhà máy mới ở miền Bắc Việt Nam. Google gần đây đã thông báo rằng họ có kế hoạch chuyển tới một nửa dây chuyền sản xuất Pixel Phone sang Việt Nam, trong khi Microsoft đã sử dụng Việt Nam để sản xuất một số sản phẩm Xbox của mình. Một vài năm trước, các công ty này độc quyền sản xuất những mặt hàng này ở Trung Quốc. Nhìn chung, FDI của Việt Nam tăng 8,9% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2021, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến FDI rất hấp dẫn. Nhà đầu tư Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế to lớn trong 40 năm qua, khiến nước này trở thành điểm đến thu hút FDI hấp dẫn. Do tác động của sự chia rẽ ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến việc mua bán hàng hóa dễ dàng hơn và Việt Nam đóng vai trò là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với Trung Quốc, triển vọng kinh tế của nước này có thể sẽ ngày càng tích cực trong những năm tới. Ở Việt Nam, công nghiệp và xây dựng là ngành kinh tế lớn nhất, đóng góp 41% tổng GDP. Tuy nhiên, trong 6 năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ đã vượt xa đáng kể tất cả các lĩnh vực khác. Khu vực dịch vụ hiện chiếm 37% GDP. Cuối cùng, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22% tổng sản lượng. GDP của Việt Nam tăng 13,67% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 năm 2022, nhanh hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,72% trong quý 2 và cho thấy quý tăng trưởng thứ 4 liên tiếp. Sản lượng được tăng cường trong ngành công nghiệp và xây dựng 12,91% so với 7,7% trong quý 2, dịch vụ 18,86% so với 6,6% và nông nghiệp 3,24% so với 2,78%. Xét 3 quý đầu năm nay, GDP tăng trưởng 8,83% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong 9 tháng giai đoạn 2011 đến 2022 do hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng sau đại dịch COVID-19. Phục hồi chính sách và các chính sách xã hội, điều kiện kinh tế nhà nước sự phát triển có thể được tiếp tục đầy đủ. Những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với những trở ngại khó khăn cho sự tăng trưởng trong tương lai. Yếu tố hạn chế nhất là quy mô dân số nhỏ của đất nước. Tương tự, lực lượng lao động của Việt Nam có trình độ tương đối thấp, nguồn cung năng lượng gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu và mặc dù đã đạt được tiến bộ đáng kể trong phát triển cơ sở hạ tầng nhưng Việt Nam vẫn đứng thứ 47 phần 160 quốc gia về mặt này. Dựa trên điều này, Indonesia thực sự có sức mạnh lớn về mặt dân số, nếu được sử dụng một cách tối ưu sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến tăng trưởng. Hơn nữa, các nguồn cung cấp năng lượng như nguồn điện lớn chưa được tận dụng tối ưu, tài nguyên thiên nhiên dồi dào hơn rất nhiều, cơ sở hạ tầng tốt hơn. Nhưng thật không may, nhiều nhà đầu tư công ty nước ngoài đang rời khỏi Indonesia như Chevrolet, Ford, Nissan, Toshiba, Panasonic. Dựa trên tiềm năng của mình, Indonesia có thể có tốc độ tăng trưởng đáng kể hơn nhiều so với Việt Nam.
nhiều nhà đầu tư nước ngoài mở các ngành công nghiệp ở Indonesia không mang lại lợi nhuận cân bằng tương xứng, giống như nguồn tài nguyên nickel của Indonesia bị các công ty Trung Quốc kiểm soát vì lợi ích của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!